Sao mấy bạn khỏe không khỏe chị? Khỏe hả? Sao đầu cổ không chịu chải gì trơn trời? Ông không hớt tóc cho bả đi, để tóc dài luôn hả? Tính để tóc dài hả? Bộ gần đây không ai hớt tóc hết trơn hả? Con gái không chịu. Ờ, để bữa nào tôi tính có ai tôi chở, tôi kêu với đứa chở. Ờ, là đi lỡ tiệm người ta không chịu hết hay sao? Con gái người ta không chịu, đứa con trai người ta không chịu. Ờ, con gái người ta không chịu hết phải không? Là gần đây là có hết tóc nam thôi chứ không có hết tóc nữ phải không? Rồi tháng 7 này có ai cho gạo cho gì không? Gạo cũng có mới. Mới người ta đem ra tới nhà hay mình đi lấy? Tôi đi lấy hả? Ờ, vài chục ký đủ ăn, để trong nhà để ăn. Đâu có ai rồi. Rồi mấy gà có ai cho tiền chị không? Không, không ai cho chứ hả? Rồi tiền đâu ăn bánh? Tôi lo cho nó ăn. Chết luôn. Rồi mấy gà thuốc ông có cho chị uống đều đều không? Tính là mua thuốc mà có tiền mình làm có tiền. Ủa sao vậy, là mình mỗi một lần mua thuốc vậy là mình đi mua chứ không có lấy từ thiện phải không? Từ thiện ở đâu? Không có lấy bảo hiểm phải không? Bảo hiểm uống không hết phải không? Nó quậy cái con chết rồi, bảo hiểm thuốc nóng dữ dàng lắm mua. Là thu cho đắp bên. Rồi bây giờ nè, là cái tiền này là của chị giấu tên ở bên Úc á. Gửi cho anh Đặng nè, bị tật nè, là 1 triệu. Anh nhận rồi anh cảm ơn cái chị giấu tên bên Úc giùm ha. Rồi. Tôi ôi nó đồng cảm quá. Không nói gì. Thì cảm ơn chị Minh Úc. Cảm ơn chị Minh Úc. Ờ, đã giúp cho tôi 1 triệu. Ờ, đã giúp tôi 1 triệu. Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Ờ, à, rồi. Bây giờ tới chị. Giờ lấy tiền không? Lấy hả? Rồi bây giờ tôi đưa xong, tôi đọc tên xong là nhớ cảm ơn ta nha. Rồi bây giờ cái này là cũng là chị giấu tên ở bên Úc luôn nè. Gửi cho chị em của anh Đặng á, là chị tên gì? Bé. Bé hả? À, là gửi cho chị 680 ngàn. Đó, rồi bây giờ chị nhận là chị cảm ơn cái chị giấu tên bên Úc giùm ha. Rồi đây. Cảm ơn chị giấu tên bên Úc. Cảm ơn chị Úc. À, cảm ơn chị giấu tên bên Úc. Cảm ơn nhân giấu chị Úc. Giấu thì Úc. Thôi bây giờ thay mặt cái chị giấu tên bên Úc ha, chúc cho hai anh em nhiều sức khỏe ha, gắng vượt qua số phận khó khăn của mình ha. Rồi giờ bây giờ nè, cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm tôi cái coi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho anh em đã tôi giúp đỡ anh tôi. À, rồi rồi bây giờ đem tiền đi cắt thử coi cắt ở đâu. Thôi để không có dám cắt phải không? Rồi giờ xé ra coi có tiền trong không. Trời, nhiều khi tôi nói mà không có tiền đó. Đâu xé ra coi, xé ra coi người ta coi có tiền không, nhiều khi không có tiền rồi sao? Để cho bà xé đi, bà biết xé mà. Đã bà sợ lấy tiền của bà mà ông cứ chụp hoài. Tao xé coi có tiền không? Biết đếm tiền không? Móc vào coi đếm coi phải không? Phải. Nó dắt người ta không cài đó. Phải 680 không? Cái đó là nhiêu? 700. 500. Rồi 700. Là 700 phải không? 700 à. 700 hả? 680 người ta cho 700 mà còn 700 hà. Còn 20. Còn 20 trong này nè. Dư 20 trong đó còn gì nữa? 720. Còn 20. Ờ, là cái đó 20 của tôi đó, tôi đắp cho đủ cho đủ 700 đó. Mừng không? Có tiền mừng không? Mừng. Rồi có tiền này có sắm đồ, sắm đạc gì không? Không. Vậy là để dành làm gì? Ăn với mua thuốc. Ăn với mua thuốc không hả? Ăn với mua thuốc rồi đó. Rồi giờ đâu bà đi vô cái cho tao thấy cái tướng đi của bà coi. Rồi. Rồi đi ra leo ghế ngồi lại coi. Em nói chị nghe nè. Mình bị bệnh vậy đó chị buồn không? Buồn, nó buồn. Hả? Không buồn. Buồn. Không buồn luôn. Thì ông để bà nói chuyện tự nhiên đi. Là không buồn luôn. À, mình không có được cao như người ta mà không buồn luôn hả? Trời ơi. Quá trời lạc quan luôn rồi. Rồi thí dụ chị gì nè, chị không có chồng không có con mà cũng không buồn luôn. Không buồn luôn hả?
Chết luôn rồi Tàn ơi, không biết buồn luôn. Biết rồi, biết rồi, ông để tôi ông được rồi, được rồi, ông để tôi làm cho, ông đừng có hối bả. Bây giờ nè, chị vậy mà chị không buồn luôn à, rồi không không có tiền là buồn không? Không buồn luôn. Trời ơi, không có tiền cũng không buồn luôn. Rồi vậy thì sao mà sợ anh lấy tiền mà cứ cầm bao thơ hoài gì đưa cho ổng đi. Đâu có chút cũng mấy rồi. Chút ờ, cũng được có 50 trăm mà giờ. Ờ, vậy là ổng đưa bỏ túi 50 trăm thôi ha. Chút xíu ổng cũng lụm chân không? Không lấy. Cầm cho nó ăn, tôi lo không, trời lo. Rồi bữa nay ăn cơm với gì? Không ăn, chịu mà ăn. Cái gì? Tốn mất ăn. Ở đặng, tôi nói là cái mai không ăn cơm thì mất, không kể thì không ăn cơm. Rồi sao không nấu cơm ăn trời? Ông nấu đó. Ông không nấu luôn? Ông nấu đó. Ờ, rồi, rồi, rồi sao chưa ăn cơm nữa hả? Ừ, chưa. Rồi bữa nay ăn cơm với gì biết không? Có ăn gì đâu. Không phải, nhưng mà nấu ăn với cái gì á? Có đâu, chiều bắt mưa đồ ăn. Chưa có đồ ăn luôn? Ờ, chiều. Vậy là mới có bắt nồi cơm chứ chưa có đồ ăn. Ờ, rồi. Bắt cái mơ. Rồi sao bữa nay bộ không có tiền sao không đi chợ ông nội? Công chuyện gì ông đi công chuyện gì có người ta chỉ xin dạo ngoài chỗ đó người ta trúng đặc biệt người ta không có cho à rồi cuối cùng có xin được không không có độ người ta không cho không có bao nào luôn người ta không có cho người ta không có cho người ta trúng đặc biệt nhưng người ta không cho phải không rồi 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 bữa nay là không có tiền bây giờ không có đi chợ hay sao hả hết tiền luôn tiền đâu hàng ngày đâu mà có tiền trời có bằng cái gì đâu thì có. Vậy mấy em gà không ai cho luôn hả? Ai đâu có. Có ai đâu mà cho. Ừ. Hôm bữa hình như ông nói tôi cũng đi xin được không? Đi xin cái bữa ngày 14 á. À. 14 mình xin được 2 quý mình đi dành ăn. À. Đâu có. Là mình chỉ xin gạo thôi chứ đâu xin tiền phải không? Ai đâu cho tiền. À. Có nó cái dầm á, mình đi xin người ta vài chục ký mình ăn được. À. Rồi bây giờ không không có tiền mua đồ ăn rồi hai anh em nấu cơm rồi không ăn luôn. Để đó chiều ăn. Chiều mới mua đồ ăn. Ừ. Giờ thí dụ hồi chiều không có tiền luôn rồi làm sao? Cỡ không có tiền mình ăn bảy bả nó tôi qua. Giờ ăn cơm xịn nước tương luôn. Ừ, tôi qua không biết sao. Chết luôn rồi trời. Khổ lâu còn nậu tôi. Ông không lo cho bá ăn đi, giấc trưa này nhịn đói thì rồi, sao? Rồi, rồi ăn đầy đủ rồi. Rồi sao uống thuốc? Nó ăn rồi muốn bể cái bụng rồi. Hồi sáng này ăn cái gì? Hồi sáng này ăn cháo, này ăn mì. Ăn cháo ăn mì rồi phải không? Ừ. Là mớ ăn mì rồi phải không? Ừ. À, tưởng nó không bỏ đói bả luôn rồi. Trời. Ăn rồi muốn chết nữa rồi. Vậy là có ăn rồi hả? Vậy mà nãy giờ hỏi ăn gì chưa, nói chưa? Cái mình nó không biết rồi. Trời ơi, vu oan giáo quả cho ông Đặng nữa rồi. Tôi tưởng nó không bỏ đói bà chứ. Dở. Có bao giờ không bỏ đói bà không? Trời ơi. Không hả? Cái bằng ăn rồi thôi, cái bụng cái bằng. Chết rồi. Rồi sáng giờ có uống thuốc chưa? Không uống. Không uống hả? Tôi uống còn tử, tôi tính vài bữa mua cho nó. Ừ. Coi mua cho bà uống đi ông nội ơi, để bà lên cơn bà quậy là ông chết luôn á. Không có đâu, cũng là con tính mua, dễ dàng luôn. Tính gầy. Rồi mấy bộ đồ này chị mặc gì nè là ai mai? Dạ. Mấy bộ đồ nó mua. Nhiều quá nhiều tao. Nó mua, tôi mua. À, rồi làm giống như mình mua đồ của người cao rồi mình cắt ống lại phải không? Ừ. Không, người ta mua dễ người ta cắt, người ta mai cho ông đàng hoàng. À, người ta mai cho mình luôn. À. Chị được mấy bộ đồ? Ba ống bộ hả? Ừ. Rồi thay tới thay lui vậy đó hả? Về tối đồ là thắp nhang đồ là ai thắp? Tôi không có ai đâu. Ông thắp hả? Rồi bây giờ cái bàn thờ cao quá vậy làm sao? Cứ hí một chầu lên. Đâu bây giờ ông lại thắp nhang cho tôi coi thử cái coi. Ờ cúng đi thắp nhang cúng thử coi ông làm sao. Thấy cái tài của chồng à? Ừ. Có tiền vậy mừng không? Không mừng, không mừng. Rồi thí dụ nè, hỏi ông nè Phan thấp. Bây giờ nè, hỏi ông nè, thí dụ có tiền gì rồi mình có mua bánh trái gì mình cúng ông bà không? Rồi, mua cái mang mấy chục rồi. Mua mấy chục cúng rồi hả? Ừ, rồi hai anh em ăn hết rồi phải không? Còn kề bấy chân. À, là gì là ăn cái gì cũng cúng hết trơn hả? Ừ, rồi thắp nhang đi. Chiều nay bây giờ vô mánh rồi nè, được 1 triệu mấy rồi nè, bây giờ người ta đi mua đồ cúng đi.
Ngày mai mua dĩa trái cây gì cũng ông bà đi cho ông độ, có người cho tiền nhiều nữa là mới có anh em xài. Thì biết rồi, tôi chỉ nói vậy thôi. Cái đó là ba má đó hả? Ông bà chết á. Còn chính giữa là của quyền. Cái tay gì mà rung dữ vậy trời? Sao mà rung dữ vậy? Tại nó đau có bệnh mình mới chứ đâu. Rồi. Ủa ai nằm ở đây mà mệt mùng nằm ở đây vậy? Nó xuống nó nằm ngủ chắc chưa ngủ đó đó hả? Thí dụ là được triệu mấy nè, mình xài được bao nhiêu ngày? Xài chắc trên tháng. Trên tháng hả? Bữa sáng đi chợ hai anh em ăn vậy là bao nhiêu tiền? Trên một ngày tính là ăn ngày luôn nha, có khoảng 50. Là 50.000 mới ăn đủ. Ngày nha. Rồi tiền bánh ngày nhiêu hết bà? Bà ăn bánh là 50.000 luôn đó hả? Rồi mỗi lần lấy thuốc là nhiêu tiền? 200. 200.000 là được uống được bao lâu? Là uống được bao lâu? Uống 2 tuần. Thuốc đó là thuốc hay à. Là 200.000 là tiền xe luôn là uống được 2 tầng. Rồi lần đi lấy vậy là lấy mấy lần uống? 14 ngày 2 tầng. 14 ngày 2 tầng. Lúc có 2 tầng là 200. Rồi mấy ngày thuốc của bác còn nhiều không? Không có lần. Hết luôn hả? Hết rồi, còn có lần mà tính cho uống mất cứ lu bu. Giờ chừng nào bây giờ có tiền gì chừng nào mới lấy thuốc nữa? Vài bổ, rồi có người ta nói vài bổ nó có thuốc, nó bệnh như vài cua. Thì bây giờ ông gán lấy thuốc cho bà uống đều đi, rồi mạnh quân người ta cho tiền, ông mua thuốc à. Không được nói vô đó, tôi sợ cái chúng là cái chết. Tại bà chúng là bà khùng rồi, bắt đầu bà không biết gì chơi, bà quậy hoài là ông không mệt luôn á. Cũng nhớ nói gì mấy người lại thằng quân được tôi. Tôi cảm ơn lắm. Hôm bữa ông nói ông nhiêu tuổi? 47. Còn chị? 34, 37. 24 tại nó vậy tôi nói. 37 hả? Bà tuổi con gì? 37 tôi không biết. Ông không biết tuổi gì luôn hả? Ông tuổi gì? Tôi tuổi con cọp. Con cọp hả? Hèn chi ông quá dữ rồi. Còn bà tuổi con gì không biết luôn. Tôi không biết. Chết luôn rồi trời ơi. Chà, tại nó 37 mình nó 37 luôn. Rồi gán vậy đi ha. Rồi bây giờ thay mặt cái chị giấu tên bên Úc ha, chúc hai anh em nhiều sức khỏe ha. Rồi khi nào mà có anh chị mạnh thường quân nào người ta cho nữa tôi đem lại cho ha. Cảm ơn. Rồi gán lo lắng cho bà đi quê, chứ giờ ông mà bỏ bà nữa là bà bơ dơ luôn á. Rồi vậy ha. Còn chị nè, bà hứa cái đi đừng có quậy anh nữa nghe không? Là gán ăn rồi ngủ cho đàng hoàng đi chứ đừng có quậy quạng nghe. Đừng có la làng nữa nghe. Hứa cái chạy. Rồi. Thì mình giỏi gì tao mới cho tiền nữa, còn không là tao nghỉ cho tiền luôn á. Ha. Rồi. Gì bên Úc. Em anh Đặng 680.000. Đù, giỏi dữ trời. Đâu đọc lại cái nữa cho coi. Chị dẫn tên giấu chị. Chị giấu tên. Chị giấu tên bên Úc. To em anh Đặng. Anh Đặng 680.000 đồng. Đù, giỏi với trời, biết đọc chữ luôn. Đó là có mất năm. Rồi bây giờ đâu bà lại bà đọc cho tôi cái bản này coi bà đọc được không? Cái bản dưới nè. Giờ định viết thôi. Nhưng chắc chắn năng thơm mới. Đù, giỏi với trời, biết đọc chữ luôn trời. Biết đọc chữ luôn vậy mà tôi tưởng bà không biết gì hết chứ. Đau tâm thần là tao quên hết trơn à. Mà sao bà này mới biết nè. Biết tôi cho nó uống thuốc. Muốn chết rồi. Chị biết mẹ chị tên gì không? Tên gì? Bỏ Thị Dứt. Bỏ Thị Dứt hả? Rồi ổng? Quỳnh Văn Tây. Quỳnh Văn Tây. Rồi chị thứ hai rồi tên gì? Ai? Cái người thứ hai đó tên gì? Cái người anh thứ hai á? Chị hai. Là tên gì? Cúc. Cúc hả? Rồi người thứ ba tên gì? Chào chị. Chị thứ ba tên gì? Chào chị. Là vào chị hả? Rồi người thứ tư? Đặng. Thứ tư là Đặng là ông á hả? Đặng là Đặng. Còn ông này tên gì? Đặng em. Đặng em hả? Là kế ông thứ tư đó phải không? Còn bà thứ tên gì? Bé Lùng. Bé Lùng. Bé Lùng hả? Là thứ Út luôn á hả? Phải không? Vậy là thứ Út là được hưởng cái nhà rồi gì nữa? Hưởng nhà, trời ơi, tối ngoài không có tiền. Hưởng nhà mà không có tiền phải không?
có cái nhà không rồi. Có cái nhà mà không có tiền. Đàn ơi, rồi bà mẹ chết, mẹ không có cha, không có cho lại được cái gì chứ hả? Có gì, cho đi sinh ra. Chết luôn. Đi sinh ra. Mà như vậy mà không buồn. Cho cái nhà không, không có tiền mà không buồn. Cái nhà trời mua rồi, trời muốn bắt chết luôn. Chết luôn, ta không biết buồn là gì luôn. Tối ngày chỉ ông anh ông cho ăn là vui rồi phải không? Rồi ngày hôm qua có tiền bánh không? Không. Ngày hôm qua là nhịn đói luôn. À, rồi bữa nào có tiền thì ông mới cho tiền mua bánh. Ông không cho, có khi người ta cho. Có khi người ta cho hả? À, rồi có khi nào ông phát tiền cho bỏ túi không? Vậy. Không luôn. Bữa nào cũng cho nó ăn buổi sáng buổi chiều. Ừ. Lết vậy đó hả? À, rồi lết vậy đi xuống. Rồi được rồi. Rồi đi xuống dưới đó đá không vậy, cái đầu gối không có đau hả? Không. Quen rồi hả? Có xuống đó là nó đau. À. Chỗ băng đá nhựa đó. À. Rồi cái đó mình đâu có băng cái gì lại cho nó đừng có đau được hả? Không. Nào có giờ cấp 3 tuổi y anh. Rồi là đi bộ xuống đường là đá gì cũng lội luôn. Đá là mình đi là cũng lậu không sao được. À, rồi lên đi quay. Là bộ mấy gà là hết tiền luôn hả? Rồi 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 gì tiền đâu mình trả? Đi mượn hả? Mượn cũng chút mình cũng trả cho ta. Là cũng có người cho mượn phải không? Ừ. Rồi thí dụ mà khổ quá không có tiền đi mua đi chợ là đi mượn người ta. Ừ. Rồi cái tôi mà cho đem trả. Rồi mình thấy người ta thấy mình ta thương. Ờ thì mình phải trả người ta mới cho mượn nữa chứ không trả ai cho mượn. Không có. Thì bởi vậy. Không có vậy đâu. Vậy là bây giờ mà túng cùng quá là hai anh em phải đi mượn tiền. Ừ, vậy người ta nghĩ tình người ta thấy mình mà. Vậy là vòng vòng ở đây là cô bác là cho gạo thôi phải không chứ đâu cho tiền phải không? Đi tuốt ngoài kia mới có cái vòng vòng ai cho. Ờ. Mà bây giờ đi xin công an nó bắt nữa chứ không phải là đi xin mà dễ đâu. Ông đừng lo công an bắt tôi thấy tôi không động nó biết làm giờ. Ừ. Quẹ ngày ông bắt mặn gì? Ờ. Ông bắt mặn cái gì ông? Nhưng mà bây giờ nhà nước người ta cấm đi xin, người ta không có cho đi xin tiền ngoài đường, nó ngặt gì đó. Ví dụ xin tiền ngoài đường mà tôi không có đây à? Ừ. Vậy là bữa nay mà tôi không lên là bữa nay là nhịn đói luôn đó hả? Nấu nồi cơm của gia ông vô dẫn. Mà chưa ăn luôn. Đâu có đồ ăn đâu ăn phải không? Để chiều người ta không bán, ngày mai mình mua mà ăn. Rồi. Ông bị chuyện đó, nói với anh nha. Tiếng này bị ông lên trễ, cái một tháng đó, ông chạy lên tháng 20 ngày. Ừ, là bữa nay 7 tay. Tại biết sao không, đâu có người cho đâu, phải có người cho tôi đem liền rồi chứ. Thì khi chị thì chỉ mới gửi là có ngày hôm qua đó là tối nay tôi đem lên rồi đó. Chứ tôi đâu để lâu làm gì, tôi biết ông cần tiền mà. Rồi giờ mượn ngoài hết nhiêu rồi? 300 chút nữa mà chứ hấu người ta tới 4 giờ cũng trả rồi. Ừ. Người ta nghĩ tình mình, tội nghiệp. Rồi tôi chưa lên này hứa với ta rồi chừng nào trả ông nội. Không, chừng ấy người ta không nói gì. Ừ. Ta đâu có nói mình gì đâu. Bữa nay có thèm món gì không? Lắm. Thường thường ăn cơm là thích ăn món gì? Không ăn gì chứ. Là có cái gì ăn nấy thôi phải không? Chứ không biết thèm gì chứ không? Ừ, có gì ăn nấy cái thèm gì. Ừ. Ông muốn thèm gì thì nó ăn. Không biết buồn luôn nè. Không biết buồn giống như chị Tiết Lương mơ ước nè chị ơi. Là chị không biết buồn biết gì đó là chị mới khỏe nè. Bây giờ đó là chị này là có tiền cũng không buồn mà không có tiền cũng không buồn. Rồi giờ mẹ mất rồi giờ không chồng không con hỏi chị cũng nói không buồn luôn. Nói chung là chị là không có buồn luôn, vô tư luôn đó. Chị với Hai Mước là khỏe lắm đó. Hai Mước còn biết buồn chứ chị là vô tư hơn Hai Mước nữa. Rồi giờ chào về ha. Giờ chị nào có tiền nữa tôi đem lên nữa ha. Rồi bye bye. Cảm ơn nha. Rồi bye bye tôi cái coi. Bye bye. Dễ tay cái coi. À, chị Tiết Lương ơi, nhớ hết bệnh để về thăm Hai Mước. Rồi. Em mới giấy ông tướng con heo. Trời ơi. Lặng cho chị hết bệnh hả? Ờ, cho đặng cho chị Tiết Lương hết bệnh.
rồi. Là anh giái ông tướng hồi nào vậy? Anh giái cái vụ cúng con heo đó anh giái hồi nào vậy? Anh giái lâu rồi. Giái lâu rồi hả? Là chỉ hết bệnh là anh hai cúng con heo. Đúng rồi. Trời bất vốn luôn vậy đó hả? Ừ đúng rồi. Trời ơi, rồi thí dụ chỉ hết bệnh là tiền đâu anh cúng? Dạ. Thí dụ chỉ hết bệnh là tiền đâu anh cúng? Chỉ không hết bệnh hả? Trời ơi, em ước dám giấy ông tướng cúng heo luôn trời. Rồi thay mặt chị Tước Lương là em lại anh luôn, em không nói gì hết trơn. Hồi nãy tiếc con cá lóc nó quay.